Rồi, hello anh em nhé, hiện tại đang thay cái lọc gió điều hòa của Hyundai HD210, HD240, đấy các bạn thấy không? Đó, đây là cái lọc gió điều hòa ngoài các bạn nhé, rất là bẩn luôn. Đấy, ok anh em chỉ việc đặt vào thôi, con này rất là đơn giản các bạn nhé. Đấy, các bạn đặt vào, các bạn bắn 12 vít là xong thôi. Đó, các bạn thấy không? Chuẩn mà em, chuẩn 100% khó luôn mà. Đâu em, không chuẩn nữa. Đấy. Chuẩn rồi. Không chuẩn đấy, chuẩn đấy em ạ. Đây xem nào, không, em nhìn thấy thôi. Chuẩn rồi. Chuẩn lỗ ốc rồi nào, em có nhìn chuẩn 100% luôn này. Đấy, đây là lọc gió điều hòa các bạn nhá. Anh em nào mà chạy Hyundai HD210, Hyundai 5 tấn. Đấy, toàn bộ lọc gió điều hòa ngoài các bạn nhá. Đấy, nằm ở đây này, đấy, theo xong luôn. Con này là lấy gió ngoài anh em nhá. Lọc của em rất là bẩn rồi, bao nhiêu năm rồi. Trước từ lần mua xe rồi mình thay đúng không em? Thay mấy lần rồi, chạy đường dài. Thay mấy lần rồi ạ? À? Không muốn rồi em ạ, yên tâm chuyên luôn. Anh không lấy rác đâu, là có giá chung rồi. Không, không được em ạ, anh không lấy rác đâu. Hôm qua còn gọi hỏi anh đôi sủ đề, anh bảo chưa có. Đôi gì nhỉ? Con 3 tầng rưỡi. À, thụt đó, thụt đầm sóc to á. Bé. Anh có, anh có to, bé không còn. Bé, sao lại to mà chạy? Anh cảm ơn nhiều nhá, anh yêu anh em rất là nhiều luôn. Rồi, có gì anh em ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Thank you em trai. Mặt cá lăng bạn độ đề cao này các bạn này.